trận đấu ngày hôm nay, chắc chắn câu lạc bộ đã sai ở đâu sẽ kết nạp thêm một thành viên nữa mùa này sau khi đã kết nạp hai huấn luyện viên người Tây Ban Nha, Luis Enrique và Pep Guardiola, cùng với một người Na Uy, Ole Gunnar Solskjaer, và mới đây nhất là một người Anh, Gareth Southgate. Chắc chắn câu hỏi lớn nhất của người hâm mộ tuyển Anh lúc này đó là rốt cuộc Gareth Southgate, người được chọn để mang bóng đá trở về nhà, đã sai ở đâu trong các quyết định của mình? Dưới đây sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi đau đầu trong lòng những cổ động viên tuyển Anh lúc này. Những thử nghiệm sai lầm. Như đã nêu ở video trước, có một điểm mà Gareth Southgate rất giống Pep Guardiola, người đồng nghiệp của ông, đó là cả hai đều rất thích đưa ra những thử nghiệm mang tính tự hủy ở các trận đấu cực kỳ quan trọng trong đời. Nếu với Pep Guardiola, đó là việc để Ilkay Gundogan đá khu vực tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-3-3, thì với Gareth Southgate, đó là việc không để đội tuyển Anh thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc mà lại chuyển sang 3-4-3 với Kieran Trippier ở hành lang cánh, một đội hình quá khác lạ so với những gì tuyển Anh đã thi đấu ở những vòng đấu trước. Dù vậy, ở hiệp 1, chúng ta vẫn thấy tuyển Anh có được những pha bóng cực kỳ sáng nước, đặc biệt là tình huống lục sò băng vào ghi bàn như một mũi tên, một bàn thắng như khẳng định đẳng cấp của hậu vệ Manchester United. Những tưởng sang phút 70, 3 phút tính từ thời điểm Italia có bàn gỡ hòa sau một tình huống hỗn loạn trước khung thành của Jordan Pickford, Gareth Southgate có thể khai thông bế tắc bằng những sự thay đổi kết hợp với những kinh nghiệm và sức trẻ như Bukayo Saka, Jordan Henderson hay Jadon Sancho. Nhưng những gì mà tuyển Anh làm được đó là bế tắc và bế tắc. Bế tắc đến mức các cầu thủ Italia dù lơ là vẫn không sợ bị thủng lưới bởi sự vô duyên đến kỳ lạ của hàng công đội chủ nhà. Bukayo Saka, mắt xích yếu nhất của tuyển Anh. Những tưởng sau khi rút Kieran Trippier ra phút 70, Gareth Southgate sẽ nhanh chóng đưa Jack Grealish vào sân. Nhưng thay vào đó, ông quyết định trông đợi vào Bukayo Saka, một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự nhiều hơn là tấn công. Có thể so sánh quyết định sử dụng Saka ở hành lang cánh của Gareth Southgate với việc sử dụng Ilkay Gundogan cho vị trí tiền vệ trụ ở trận chung kết Champions League của Pep Guardiola. Bởi lẽ, nó đến ở một thời điểm không thích hợp chút nào, thời điểm mà tuyển Anh cần dâng cao và tiến công thay vì cần một cầu thủ thiên về phòng ngự. Nói cách khác, Gareth Southgate đã chặt hoàn toàn một phần đội cánh của tuyển Anh trong trận đấu đó. Dù rất buồn cho thất bại này, nhưng phải công nhận rằng Southgate vẫn còn khá non tay ở những trận đấu quyết định. Một điều mà sau trận đấu này, báo giới xứ sương mù sẽ tập trung vào khai thác để mổ xẻ những nguyên do dẫn đến thất bại của đội nhà. Sếp đá penalty tự hủy. Đây có lẽ là quyết định gây tự hủy nặng nề nhất của chiến lược gia sinh ra và lớn lên ở vùng Watford. Thay vì sử dụng những cái tên giàu kinh nghiệm trên chấm luân lưu như Jordan Henderson, Raheem Sterling cho những lượt đá sâu, vị chiến lược gia 51 tuổi quyết định sử dụng những cái tên còn rất trẻ và còn thiếu kinh nghiệm trên chấm đá phạt như Rashford, Sancho hay Saka, thay vì dùng những cái tên ông vẫn tin tưởng trước đây như Sterling, Grealish, Henderson, những người có kinh nghiệm và bản lĩnh trước chấm penalty hơn như cái tên vừa kể trên. Như đã nói ở video trước, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được lý do vì sao Gareth Southgate lại để Rashford đá penalty, nhất là sau khi nhìn vào những gì mà Rashford đã làm ở trận đấu gặp PSG tại Champions League 2018-2019. Nhưng ở thời điểm đó, Man United của anh vẫn đang trong tâm trạng thoải mái. Còn ở trận đấu vào đêm qua, Tam Sư lại rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, một trạng thái có thể ảnh hưởng rất nhiều đến những cầu thủ có tâm lý khá yếu như Rashford. Có lẽ, sau khi nhìn vào màn thể hiện trên chấm 11m của Rashford, lần lượt Jadon Sancho, Bukayo Saka đã xuất ra ngoài trong hai cú đá quyết định. Sau kiểu role này, chắc chắn Gareth Southgate sẽ phải cân nhắc rất kỹ khi sắp xếp người đá penalty. Bởi lẽ, ở những trận đấu mang tính quyết định, việc để một cầu thủ yếu tâm lý xuất những quả bèn quyết định là rất mạo hiểm. Bởi như đã nói, khi cầu thủ đó đá hỏng, những cầu thủ phía sau sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn, dẫn đến sự sụp đổ của một hệ thống. Những câu hỏi đau đớn tâm can của Alan Shearer. Một câu hỏi lớn, lớn thật sự, tại sao lại để hai cầu thủ mới chỉ chạm bóng đúng một phút đã những quả penalty cho chúng ta cơ? Bản thân các cầu thủ đã đủ gặp sức ép rồi, thế mà anh lại còn đặt cho những cầu thủ chưa hề chạm bóng đó những áp lực vô hình. Đây là một câu hỏi rất lớn đó. Đó là những lời cay đắng mà Alan Shearer đã thốt ra sau khi chứng kiến màn penalty tệ hại của các cầu thủ chủ nhà. Có thể thấy Alan Shearer giận dữ như thế nào qua những lời bình luận của ông sau trận đấu trên BBC. Tuy nhiên, vẫn có một tiếng nói bên vực Gareth Southgate, đó là Rio Ferdinand. Cụ thể, anh chia sẻ với Shearer như sau. Ai cũng đã từng làm điều đó trong quá khứ rồi. Các cầu thủ vào từ khoảng 3, 4 hoặc thậm chí là 5 phút cuối trận rồi sau đó đá penalty luôn. Bởi lẽ, họ là những cái tên tuổi đã được công nhận trên chấm penalty. Rashford là một cái tên như thế. Làm ơn đi, họ vẫn còn trẻ kia mà.
Ai mà chẳng từng bỏ lỡ penalty trong quá khứ cơ chứ? Ngay cả Roberto Baggio cũng từng bỏ lỡ một quả penalty quan trọng. Có thể hiểu được nỗi lòng của Rio Ferdinand trong những lời bênh vực cho Rashford. Tuy nhiên, những gì mà tiền đạo người Anh đã thể hiện trên chấm penalty vẫn không thể nào che khuất một sự thật. Tâm lý của Rashford trên chấm luân lưu vẫn còn quá non, đặc biệt ở một trận đấu quan trọng như thế này. Đội tuyển Anh sẽ học được gì từ nỗi đau? Đầu tiên, đó là để thực hiện một loạt sút penalty, đòi hỏi người sút phải là một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu dày dặn, một cầu thủ có thần kinh thép để có thể đối mặt với không chỉ áp lực trước khung thành, mà còn áp lực những gì đang diễn ra sau khung thành, nơi mà hàng trăm ngàn khán giả đang dõi theo. Tiếp theo, đó là việc ở những thời khắc quan trọng, tốt hơn nên giữ vững một ý đồ chiến thuật đã sắp xếp, thay vì đưa ra những sự thay đổi mà tính tự hủy như cách mà Pep Guardiola, Ole Gunnar Solskjaer hay mới đây nhất là Luis Enrique, Gareth Southgate đã phạm phải. Cuối cùng, đó là việc chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ trước những thời khắc quyết định. Rõ ràng về mặt này, Southgate vẫn còn khá kém so với Mancini, một người cũng từng thắng rất nhiều và cũng thất bại rất nhiều ở những đấu trường lớn. Chỉ khác một điều, đó là Roberto Mancini đã rút ra được kinh nghiệm để giúp các cầu thủ có được một tâm lý vững vàng trước những thời khắc quyết định, còn Gareth Southgate thì lại không có được điều đó. 25 năm trước là sân Wembley, 15 năm trước là sân Philip, 3 năm trước là Luzhniki, còn năm nay lại là Wembley. Có lẽ cái vòng quay thất bại của Gareth Southgate đã đủ một vòng, bắt đầu từ Wembley và cũng trở lại Wembley. Trở trêu thay, cũng là trên chấm phạt đền. Chỉ khác là lần này không phải do ông, mà là do các cầu thủ của ông. Cụ thể là ba người được ông thay vào sân: Sancho, Rashford, Saka. Dù vậy, người hâm mộ tam sư cũng không nên quá đau lòng, bởi lẽ trong tay của Gareth Southgate vẫn là một tập thể trang đầy hy vọng, nhưng cũng rất giàu kinh nghiệm. Cái họ cần là một thất bại đủ cay để rút ra kinh nghiệm cho những lần vào chung kết sắp tới, một liều thuốc đủ đắng để họ có thể giả tật và cá nhân Southgate nhận ra sai lầm để chuẩn bị cho tâm lý ở những đấu trường lớn hơn.